chào các bạn. Bữa hôm nay hai vợ chồng mình được đi làm về sớm nên tụi mình sẽ ghé ăn ở một cái chỗ này, nó gọi là Funnel 17, có nghĩa là tóc số 17. Coi cái nhà hàng này nó có gì đặc biệt và mình sẽ chia sẻ với các bạn, để khi mà các bạn có dịp tới cái tiểu bang của mình sống á, các bạn có thể đi. Thì sở dĩ mình làm cái này á, là có nhiều bạn á, khi mà tới tiểu bang mình á, các bạn nói là ồ cảm ơn Nhân đã chia sẻ nha, nhờ những cái video clip của Nhân mà khi mà tụi anh tới thành phố St. Louis á, tụi anh biết được chỗ đi chơi. Bởi vì mình rất là hứng thú để chia sẻ với các bạn những cái chỗ ăn uống. Thì bên đây là một cái chỗ xăm các bạn, có người đang xăm chỗ này đó. Thì bữa nay mình sẽ chia sẻ với các bạn để khi mà nếu mà có anh chị nào mà qua bên tiểu bang này chơi thì ghé thăm nhé. Nói chung là ở đây thì cũng tới lui cũng có mấy ngày thôi. Bây giờ trời đã lạnh rồi, ra đường mặc áo lạnh các bạn. Nhiệt độ bữa nay có 40 độ à. Ok thì mới nhắc là đã tới rồi các bạn ơi. Đây là cái chỗ mình định đi. Thì mình sẽ tới đây. Nó chuyên bán về bún và ok các bạn ơi, thì mình đã tới chỗ nhà hàng Corner 17 rồi. Thì cái nhà hàng này chuyên về noodle and bubble tea. Bây giờ mình sẽ vô mình coi bubble tea là cái gì. Đây là nhà hàng này của người Trung Quốc các bạn. Thì nó có boba milk tea nè, trà sữa nè, hay là special luôn. Nó có cái này mắc cười của em, trà ô long nè. Cái ly này đảo các bạn, có đá bào nữa các bạn. Ôi mình uống cái này thử đi. Caramel, nó có cơm nữa các bạn, nó có bánh một chè một bán nữa, nó có fluffy ice, matcha appetizer, nó có fried chicken wing nữa, rồi đó, quá trời món luôn các bạn ơi. Bây giờ ăn cái gì đây, các bạn? Nó có bánh mè nữa các bạn, nó có trứng chè, trứng luộc chè, ok. Salad and noodle. Quá trời noodle luôn các bạn. Thì đồ xào nữa. Ok bây giờ mình sẽ kêu một vài món để mình ăn coi cho nó có ngon các bạn nhé. Hello, how are you? Thì bây giờ trong nhà hàng này á, người ta không biết nói tiếng Việt và người ta cũng không biết nói, mình cũng không biết nói tiếng Tàu luôn. Bởi vì mình sẽ nói bằng tiếng Anh nha các bạn. Ở bên Mỹ là tiếng Anh là thông dụng nhất. Bởi vì mình sẽ nói bằng tiếng Anh. Mình sẽ uống cái này đi để coi nó có gì đặc biệt. Mấy cái này thì thường thường mà các bạn vô nhà hàng á, cái món mà nó để đầu tiên á là cái món nó là xịn nhất của nhà hàng. Bởi vì mình sẽ mua cái món đầu tiên là cái món xịn nhất. Các bạn thấy không? 5.49 Super Food trà ô long các bạn. Để không biết có phải là cái ly này không? Cái ly này nhìn đẹp quá, mình sẽ uống. Bây giờ mình sẽ đứng mình quay cái anh này, anh quay anh làm mì. Ở đây thì người ta có biểu diễn mì trước trước mặt mình các bạn. Đó, anh này anh thấy mình quay cái anh bắt đầu bung lụa ra nè. Đó. Anh này bắt đầu bung lụa ra nè. Mì này làm bằng tay các bạn, bởi vì nó không có giống như cái mì người ta làm bằng máy. Nó tốn sức hơn. Bây giờ mình sẽ quay cho các bạn coi cảnh này anh làm mì bằng tay như thế nào. Thì sở dĩ họ quay như vậy là họ ngồi cố tình cho mình coi các bạn. Ok. Công nhận, trời, đứng nguyên ngày quay mì như vậy rất là mệt nha các bạn. Để ra được một tô mì như vậy rất là mệt. Ok, bây giờ họ đã đem cái ly trà sữa đào ra các bạn. Nó có cái nhãn hiệu nữa để mình uống thử coi nó có ngon không nha các bạn. Thì trà sữa nó rất là nhiều loại. Trong cái trà đó là thơm cái mùi đào bạn. Ok, bây giờ cái ly của mình. Đây là Super Food trà ô long nè các bạn. Ở đây nó có cái nút nè. Dạ các bạn. Wow. Trà ô long đó rất là thơm các bạn. Khi mà các bạn uống vô nó nồng. Cái ly trà này rất thơm các bạn. Trong này nó có trái cây tươi nữa. Ok các bạn ơi, cái món đầu tiên của mình ra rồi. Đây là tiệm, cái này là dumpling, bánh bao làm bằng tay các bạn. Và đây là trứng luộc với trà các bạn ơi. Có một trứng nè, người ta nói là người có hai trứng. Người ta nói là có hai trứng, con người có hai trứng. Bây giờ mình trứng. Phải thưởng thức cái ly trà đào này của mình mới được. Ly này uống ngon các bạn.
trong này nó có chanh nè, nó có dưa hấu, nó có dâu nè, nó có đủ thứ, trái cây tươi. Nóng lên lại đi, này để lát nó uống các bạn. Thank you. Đây là há cảo green tea, há cảo của trà, làm bằng trà xanh. Ok. Thì đây ăn thử cái trứng này nó luộc với trà coi có ngon các bạn ha. Thank you. You can put it down here. Thank you very much. Okay. Cái này giống như là trứng kho hộp dịch gì đó, nhưng mà họ không có kho hộp dịch, họ kho với nước trà các bạn. Rất là ngon. Mới gặp thằng bạn học của mình hồi nhỏ các bạn. Thằng đó nó học chung với mình hồi từ mình mới qua Mỹ tới giờ. Mời em ăn thử đi. Mình thích nhất là xuống đây để ăn cái trứng này các bạn. Ăn nó vô á, nó bốc lên cái mùi trà rất là thơm. Này ngon. Ăn trứng trà, uống trà ô long. Cuộc đời này thấy nó đơn giản các bạn. Bây giờ mình sẽ ăn thử bánh bao làm bằng tay coi nó có gì khác. Bánh bao ăn là Hoành Thánh. Hoành Thánh. Cái lá Hoành Thánh rất là mềm mà các bạn bỏ vô miệng nó trơn tuột luôn. Rồi các bạn bỏ miếng lá vào cái miệng nó ăn nó trơn tuột luôn các bạn. Ăn rất là ngon. Mình nhân không nghe ghê vậy. Ăn lại cái bánh xanh, cái này là spinach. Công nhận. Cái món này rất là ngon, nếu mà các bạn có tới đây thì các bạn ghé ăn cái này đi, rất là ngon. Cái da Hoành Thánh á nó không có quá thô, nó rất là đường. Đây là ăn ngon. Dạ. Là spinach. Còn đây là há cảo nó cái bằng gạo các bạn. Nó làm thì ngon. Rất là ngon. Thank you. Thank you. Good. 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 Ăn mấy món khai vị thôi mà no rồi các bạn. Chưa ăn món chính nữa. Cái món chính của mì đó chính là cái món chính của mình đó chính là cái tô mì. Tô mì để bự cái đầu của mình đó. Bây giờ thử thách hôm nay mình sẽ ăn hết cái tô mì này các bạn nhé. Ồ. Cái nước súp này nó nấu có thuốc bắc ở trong này, nó rất là ngon mày. Cho vợ. Cho vợ một chén thôi, còn mình ăn một tô bạn. Bạn thử cái lá cải thì tô nó ngon. Bây giờ mình tháo ngoài không tháo được cái ly này mà. Tháo xong hồi đổ người ta ngồi ta cười. Mình nên ăn mấy cái trái, mình nên ăn mấy cái miếng này ăn được. Có lạc thì thêm mắm tương này. Wow.
có dưa hấu nè, có chanh nè, cái đồ quá đó. Ở nhà mình xào thôi. Đúng rồi, giống như ở nhà mình xào. Đúng không ạ? Đúng rồi. Đúng quá đẹp. Giờ mình sẽ cố gắng ăn hết cái này rồi mình đi về các bạn ơi. Đây coi cái cọng mì này cái chú hồi nãy nó làm dài bao nhiêu các bạn? Anh giống như tôi cũng không phải đứng ở bàn vậy. Nó giống như là nó có bỏ quá thuốc bắc gì vậy, cái ăn vô nó có mùi thuốc bắc các bạn, giống như ăn đậu dê gì đó. Với lại á, mỗi cái sò mì nó lớn nhỏ khác nhau, tại vì cái tay của mình làm nó không được đều lắm các bạn. Mỗi cái sò mì á, nó dày và nó mỏng khác nhau, tại vì cái tay của mình nó đâu có đều như những cái máy đâu. Còn những cái sò mì ăn liền á thì nó đều hơn những cái máy. Nhưng mà ăn cái này cũng ngon bạn, là đây là mì tươi mới kéo xong bạn. Ô
Ok bạn ơi, bây giờ mình ăn xong rồi mình đi về các bạn. Trời ngoài rất là lạnh. Gặp gái nhanh nữa. Ngoài rất là lạnh. Trời lạnh mà uống nước lạnh thì không còn gì xuống bằng.